có tin nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 vẫn còn ở trong vùng biển Việt Nam. Và vào sáng 17 tháng 7, ở cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 112 hải lý, 30 hải lý gần hơn so với trước khi giàn khoan di chuyển. Trang mạng dân làm báo.com hôm thứ Năm trích bản tin của báo Tuổi Trẻ đăng vào sáng cùng ngày, nói rằng giàn khoan của Trung Quốc chỉ di chuyển loanh quanh theo hướng Tây Bắc, chứ không rút về đảo Hải Nam như đã thông báo trước đó. Đó là nội dung của bài báo của Tuổi Trẻ được dân làm báo in lại và tải lên mạng. Bài báo này không còn được truy cập. Ban Việt ngữ chúng tôi đã tiếp xúc với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, để hỏi ông thực hư về việc này. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thường xảy ra ở Việt Nam khi Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về chuyện cần phải rút hoặc là gỡ một bài viết nào đó, tính chất nhạy cảm về mặt chính trị. Trong trường hợp này, có lẽ là bài báo của Tuổi Trẻ đã vi phạm về điều lệ nhạy cảm chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương được coi là siêu tổng biên tập của Việt Nam quy định. Có lẽ là Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng cần phải tế nhị một chút với người bạn thân thiết Bắc Kinh. Khi mà họ đã rút giàn khoan về rồi thì mình cũng thôi không nên nói nữa. Đó là rất thường là cách nghĩ và cách hành động của các cơ quan đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài báo do phóng viên của tờ Tuổi Trẻ gửi về từ Hoàng Sa tường thuật rằng sáng 17 tháng 7, các tàu kiểm ngư Việt Nam đã triển khai đội hình để tiến gần giàn khoan Trung Quốc. Khi tàu kiểm ngư 926 còn cách giàn khoan khoảng 9 hải lý, thì hai tàu của Trung Quốc là tàu hải cảnh số hiệu 2401 và tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 169 đã lập tức chạy theo hai hướng, tạo gọng kìm để ngăn cản tàu kiểm ngư Việt Nam.